Loại nhỏ là nó có chữ tạo mình nè. Đây, cái này bự đó. Gặp cái loại bao không dán đít nha các bạn. Không, tại vì cũng có một số dừa người ta đòi cái loại này nè. Dừa. Có người đặt ta mới làm. Đúng. Vậy còn phái, nó còn phái nữa. Đỡ tốn keo nữa. Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Sạch Bình Dững. Thì hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm 2023. Thì mình tiếp tục cập nhật giá xài Đài Loan thu mua tại vườn nha các bạn. Thì hiện tại thì giá xài Đài Loan thu mua tại vườn ngày hôm nay vẫn như ngày hôm qua nha. À, giá xài xanh nhất là 18, xanh nhì là 8, xài vàng, vàng nhất là 20, vàng nhì là 10. Thì giá nó cũng không có gì thay đổi các bạn ơi, nó nằm ở mức giá đó nha. Thì hiện tại ngoài tỉnh em mình vẫn mua nha các bạn. Thì số lượng khoảng như ngoài tỉnh khoảng 3-4 tấn vậy đó. Thì em mình có mua nha. Còn riêng ở An Giang với Đồng Tháp, ba xã Cù Lao An Giang ấy, với Đồng Tháp thì tầm 1-2 tấn gì đó thì cũng mua luôn. Thì số điện thoại em mình ghim trên màn hình nha các bạn. Thì số này em mình nó đi mua cũng gần 2 năm nay rồi. Đó. Xin nhắc lại nha. Giá xài vàng, vàng nhất là 20. Vàng nhì là 10. Xài xanh, xanh nhất 18 và xanh nhì 8. Thì mình báo đây là nhất nhì. Nhưng mà mua tại vườn là thường là một là mua xô lùa. Còn hai là mua xô nhất nhì. Đó, tùy theo xài số đẹp mà cái giá nó sẽ khác nhau. Ví dụ như xài các bạn càng đẹp thì giá càng cao. Còn xài xấu, tệ thì giá nó thấp. Thì nói chung là giá cả nó không có chính xác các bạn. Ví dụ như tùy vườn. Đó. Và xem vườn đó như thế nào rồi mới định giá được. Đó mới thương lượng với nhà vườn. Rồi nếu nhà vườn chịu bán thì đặt cọc. Rồi qua ngày sau sẽ hái nha. Chứ ít có khi nào mua neo lắm các bạn. Đó. Thì những anh em nhà vườn nào mới vào xem kênh của mình thì nhớ cho mình một like, một chia sẻ nha các bạn. Nhớ đăng ký kênh để khi nào mình ra video mới thì các bạn tiện theo dõi. Những anh em nào mà cần túi bao xoài thì cứ alo trực tiếp số điện thoại mình nha. Có giá bán lẻ và giá sỉ cho đại lý luôn. Thì hiện tại cái bao nó làm rộng ra rồi đó, rồi rộng hơn gô với núi luôn nha các bạn. Còn về công dây chì thì hiện tại là đã sử dụng 3% chất chống oxy hóa đó các bạn, là công dây chì nó không còn sét nữa nha. Thì cái lô đầu tiên là cái logo nó lợt là cái lô đầu, còn bây giờ hiện tại làm là cái logo nó đậm nha các bạn, cái bao nó bự nha. Đó, thì anh em nhà vườn nào cần mẫu hoặc là muốn mua thì cứ điện thoại trực tiếp mình. Thì thôi, video mình xin phép kết thúc tại đây nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.